Ngày 11 tháng 11 năm 2004, Tổng thống Palestine Yasser Arafat qua đời. Nguyên nhân được công bố là đột quỵ. Những ngày cuối đời, nhà lãnh đạo nổi tiếng từng sang thăm Việt Nam đã bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy cấp, sốt cao, giảm bạch cầu, má nổi vệt đỏ và sút cân nhanh chóng. Mãi 9 năm sau, một nhóm các nhà khoa học Thụy Sĩ mới xác nhận thi thể của ông Arafat có nồng độ phóng xạ polonium 210 rất cao, có khi vượt 20 lần so với thông thường. Nhưng họ vẫn không dám kết luận 100% rằng liệu ông Arafat có bị đầu độc hay không. Chỉ biết rằng chỉ có 1 phần triệu gam chất này cũng gây chết người. Nhưng chỉ những nước có công nghệ hạt nhân phát triển cao mới sản xuất được, với chi phí lên tới 1 triệu đô 1 phần triệu gam. Vì thế nghi can số 1 chỉ có là Israel. Nhân loại đến giờ vẫn chưa biết có phải ông Arafat thiệt mạng vì phóng xạ hay không. Nhưng danh sách 9 cái tên sau đây chắc chắn là những ca nhiễm phóng xạ tồi tệ nhất trong lịch sử. Ngày 30 tháng 12 năm 1958, tại cơ sở Los Alamos của Mỹ, nhà điều hành hóa chất Cecil Kelly đang làm việc với một thùng trộn lớn. Nếu bình thường hóa chất trong thùng chỉ chứa không đến 0,1 gram plutonium trên 1 lít, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm ấy nồng độ đã cao gấp 200 lần. Kelly vô tư bật mà khuấy, và thế là plutonium bên trong đạt tới hạn, giải phóng một vụ nổ neutron lớn cùng bức xạ gamma trong một xung nhịp chỉ vỏn vẹn 200 microgiây. Đang đứng trên thang để nhòm vào bể qua cửa sổ quan sát, Kelly bị hất văng xuống sàn. Ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nôn mửa, khó thở. Các chất bài tiết trên cơ thể ông nhiễm đầy phóng xạ đến mức đánh động cả máy giỏ. Vài giờ sau, Kelly tỉnh táo trở lại, nhưng vì tủy xương đã bị phá hủy, ông qua đời 35 giờ sau vụ tai nạn. Harry là một nhà vật lý làm việc trong dự án Manhattan tuyệt vật. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, ông đang tìm cách chế tạo một tấm phản xạ neutron, nhưng lại chọn cách xếp các khối carbon wolfram quanh lõi plutonium bằng tay như các chú thợ xây Việt Nam ta. Xếp đến khối cuối cùng, máy đo đã cảnh báo lõi plutonium có thể đạt điểm siêu tới hạn. Nhà vật lý học của chúng ta bèn rút tay về, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đánh rơi khối carbon wolfram xuống. Pha xử lý cồng kềnh khiến ông hứng một liều bức xạ neutron và qua đời 25 ngày sau đó. Thế nên đừng ông nào giở trò hù dọa khi bạn mình đang bận lắp găng tay vô cực như thế này nhé. Thêm một nhà bác học đã tham gia dự án Manhattan nhằm chế tạo bom nguyên tử. Ông đã tham gia thử nghiệm mức độ tới hạn của lõi plutonium, hay còn được gọi là cù đuôi rồng. Ngày 21 tháng 5 1946, Slotin và 7 đồng nghiệp khác đang thử nghiệm tạo ra một trong những bước đầu tiên của phản ứng phân hạch bằng cách đặt hai bán cầu Berylli xung quanh lõi plutonium. Slotin đã cầm một nửa quả cầu bên trên bằng tay trái, tay phải cầm một thiết bị tân tiến như công nghệ Wakanda, chính là một cái tua vít để giữ hai nửa quả cầu không chạm nhau. Chơi tua vít lắm, có ngày đánh rơi và bùm, quả cầu phát ra ánh sáng xanh hủy diệt và tỏa ra một làn sóng nhiệt. Theo bản năng, Slotin giật tay trái lên và vứt được quả cầu xuống đất, nhưng cũng đã kịp tiếp xúc với một lượng phóng xạ tương đương với người đứng cách một vụ nổ bom nguyên tử 1.5 cây. 9 ngày sau, Slotin qua đời. Thiết bị đã tước đi mạng sống của ông cũng chính là chiếc lõi mà cái tên ở vị trí thứ 8 đã đánh rơi trước đó một năm, khiến nó được đặt tên là lõi quỷ. Nhận năm 1927, nhà xã hội học, vận động viên và nhà công nghiệp giàu có này đang đi xuống tàu hỏa thì ngã bị thương cánh tay, thế đau mãi mà không dứt. Ông Bayer được bác sĩ gợi ý dùng Radithor, một loại thuốc có nồng độ radium cao. Cẩn thận quá hay sao mà ông này đã uống gần 1.400 chai trong 3 năm. Hậu quả là đến khi ngưng dùng thuốc vào năm 1930, Bayer đã mất gần hết xương hàm, bị áp xe não, hộp sọ thủng lỗ chỗ. Ông qua đời năm 1932, cơ thể nhiễm xạ nặng đến mức phải chôn cất trong một chiếc quan tài lót chỉ. Hisashi Uchi là công nhân làm việc trong nhà máy điện hạt nhân ở Tokamura, Nhật Bản. Do công ty muốn thử nghiệm xem có thể bỏ qua một số bước để đẩy nhanh quá trình sản xuất không. Ngày 30 tháng 9 năm 1999, Hisashi và hai đồng nghiệp đã thử đi tắt, nhưng bằng một cách báo quá báo là dùng tay đổ 16kg urani vào thùng hóa chất. Thay vì dùng bơm tự động để trộn 2.4kg urani đã làm dầu với acid nitric trong thùng. Một lần nữa, bùm, khu vực nhà máy được sơ tán khẩn cấp. 3 nhân viên được đưa đi cấp cứu, trong đó Hisashi đứng trực tiếp cạnh thùng nên bị nhiễm xạ nặng nhất. Khi được đưa đến bệnh viện, nam thanh niên này bị nôn mửa dữ dội và bất tỉnh. Các vết bỏng phóng xạ phủ kín cơ thể, đôi mắt rỉ máu, tế bào bạch cầu biến mất, cơ thể không còn phản ứng miễn dịch. Các bác sĩ đã thử đủ mọi cách, ghép tế bào gốc, truyền máu hay sử dụng các phương pháp điều trị ung thư, nhưng đều không có kết quả. Nhiễm sắc thể của nạn nhân bị phân hủy hoàn toàn. Lượng phóng xạ khổng lồ đi qua máu của anh đã tiêu diệt hết tế bào mới vừa được đưa vào.
cơ thể anh cũng không tiếp nhận phần da được ghép mới do ADN không thể tự tái tạo. Nạn nhân đã cầu xin được ra đi, nhưng các bác sĩ và gia đình thì cho rằng còn nước còn tát và phải sau 83 ngày địa ngục, Hisashi mới được giải thoát khỏi đau đớn. Anh được xem là người nhiễm phóng xạ nặng nhất trong lịch sử. Nhưng nếu nói về mức độ bi kịch thì anh Uchi có lẽ vẫn đứng dưới nữ bác học một bậc. Nhà vật lý hóa học có hẳn một ngôi trường đặt theo tên mình ở Việt Nam đã nghiên cứu hai loại quặng uranium là pitblende và chalcosite, từ đó tìm ra radium và polonium. Chồng bà là Pierre Curie cũng tạm gác công việc để nghiên cứu cùng vợ, nhưng không may thời đó họ không ý thức được tác hại của phơi nhiễm phóng xạ. Ông Pierre qua đời năm 1906 sau tai nạn xe ngựa, còn bà Marie sống thêm 28 năm, giành hai giải Nobel. Ống nghiệm chứa đồng vị phóng xạ mà nữ bác học lại vứt trong túi áo ngăn kéo bàn làm việc. Ngoài ra còn sở thích ngắm ánh sáng xanh lục đẹp mắt mà các chất này phát ra trong bóng tối. Ngày 4 tháng 7 năm 1934, Marie Curie qua đời trong tình trạng mù lòa vì đục thủy tinh thể và thiếu máu nặng dẫn đến suy kiệt. Do mức độ nhiễm phóng xạ quá nặng, những trang tài liệu của bà từ sau thập niên 1890 trở đi bị coi là quá nguy hiểm, không thể xử lý được. Đến cả cuốn sách nấu ăn của bà cũng thành hiện vật cấm sở. Những vật dụng này đã được lưu giữ trong một hộp lót chỉ, ai muốn xem đều phải mặc quần áo bảo hộ. Nếu như bà Curie đã hy sinh cho khoa học thì những thủy thủ trên tàu K-19 có lẽ đã cứu nhân loại khỏi Thế chiến thứ 3. Bị coi là tàu ngầm bị nguyền rủa của Hải quân Liên Xô, K-19 là con tàu đóng vội đóng vàng trong bối cảnh Liên Xô và Mỹ đang chạy đua vũ trang giữa cao trào căng thẳng chiến tranh lạnh. Mùa hè năm 1961, tàu K-19 đang vận hành bình thường gần một căn cứ NATO ở Đại Tây Dương. Rạng sáng ngày 4 tháng 7, hai máy bơm nước làm mát lò phản ứng bị kẹt, nhiệt độ trong lõi phản ứng bắt đầu tăng cao. Nếu lò phản ứng phát nổ, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Mỗi tên lửa trên tàu có thể phá hủy cả một thành phố, chất phóng xạ có khả năng gây nhiễm độc cho cả đại dương. Một vụ nổ hạt nhân xảy ra gần bờ biển các nước NATO có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 3. Hơn nữa, sự cố diễn ra đúng vào lúc cả nước Mỹ đang long trọng kỷ niệm ngày độc lập. Một nhóm kỹ sư đã trực tiếp vào khoang chứa lò phản ứng, cắt một van trong lò và nối vào đường ống cấp nước để làm mát lò phản ứng. Sự cố được khắc phục nhưng phóng xạ đã lan khắp tàu. Thuyền trưởng cho K-19 tiến về phía nam với hy vọng gặp tàu ngầm Liên Xô gần đó. Một khu trục hạm Mỹ thu được tín hiệu cầu cứu từ K-19 và đề nghị hỗ trợ nhưng bị từ chối. May mắn là một tàu ngầm của Liên Xô đã kịp đến cứu. Vụ tai nạn đã khiến 8 thủy thủ thiệt mạng, những người sống sót phải hứng chịu lượng phóng xạ cao hơn cả người bị thương trong thảm họa hạt nhân Chernobyl. Vì tính chất tuyệt mật của vụ việc, họ là những người hùng không ai được phép biết đến trong hàng thập kỷ. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, Liên Xô phát nổ. Lượng phóng xạ phát ra lớn gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima. Khoảng 190 tấn chất phóng xạ đã bay vào khí quyển. Đám mây bụi phóng xạ lan rộng ra nhiều vùng phía Tây Liên Xô, Đông và Tây Âu, Scandinavia, Anh và miền Đông nước Mỹ. Đến nay vẫn không thể thống kê chính xác thiệt hại do thảm kịch gây ra, do số liệu không bao giờ được công khai, chỉ biết rằng hàng chục người đã bỏ mạng ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Còn người thiệt mạng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp sau đó có thể là vài trăm nghìn hoặc vài triệu. Đến tận bây giờ, Chernobyl vẫn là vùng đất chết. Tháng 8 năm 1945, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử mang tên là Little Boy và Fat Man lần lượt xuống Hiroshima và Nagasaki, xóa sổ hai thành phố này. Trải nghiệm tận thế đó như thế nào, những người đã trải qua hẳn không còn ở đây để mà kể cho chúng ta nữa rồi. Nhưng các nhà khoa học ước tính rằng trong bán kính 2 cây số từ tâm nổ, 40% cư dân đã chết ngay lập tức. 56,5% bỏ mạng trong vòng 4 tháng sau đó. Trong 2 tuần đầu tiên, những người bị bỏng nặng và nhiễm liều lượng lớn phóng xạ sẽ ra đi. Tiếp theo, nhiều người sẽ chết vì sốt, tiêu chảy và nôn ra máu. Những người còn lại bị rụng tóc, tổn thương thanh quản, mệt mỏi, bị bệnh bạch cầu. Số này tiếp tục chết trong tương lai do bị bệnh ung thư. Cơ thể họ chi chít những vết sẹo lồi xấu xí do bỏng diện rộng. Trẻ sơ sinh bị chiếu xạ trong bụng mẹ khi sinh ra sẽ mang các dị tật khủng khiếp. Ít ai biết rằng lúc đó Mỹ đã chuẩn bị sẵn một tổ hợp Fat Man thứ hai, chỉ chờ được nạp lõi quỷ. Vâng, chính nó, thứ bị nguyền rủa đã xuất hiện ở số 7 và số 8. Với sức mạnh được nén lại trong quả cầu có đường kính chưa tới 9cm, lõi quỷ lẽ ra đã đánh thức một cổng địa ngục rộng hàng cây số vuông ngay trên hoàng cung Tokyo, phá nát cả thành phố và hút xuống đó ít nhất 1/3 dân số. Nhưng lịch sử cuối cùng đã rẽ theo một nhánh khác. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. Lần duy nhất bom nguyên tử được sử dụng đã chứng minh vì sao kể từ đó chúng không được sử dụng nữa. Những sự việc có thật trong lịch sử đó dạy chúng ta điều gì? Phóng xạ không xấu, trong tự nhiên đã có sẵn phóng xạ, ở chẳng hạn như trái chuối bạn ăn hàng ngày và có nhiều ứng dụng phục vụ loài người. Theo tôi, khoa học tiến bộ là một điều đáng mừng, nhân loại sẽ được hưởng lợi.
nhưng phải đi kèm với trách nhiệm cẩn trọng và lương tri. Vậy nên trong một thế giới đang khủng hoảng vì xung đột, hãy suy nghĩ thận trọng hơn. Đừng bạn nào cổ vũ trồng nấm dù chỉ là đùa nữa nhé. Chúc mọi người luôn an toàn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.